Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội tiếp tục về các cái dòng địa lan hoa thơm các bác nhé. Và các cái dòng đen dô xuân. Nói chung là rất là nhiều các mặt hàng đang có nụ và đang có hoa. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 hoặc số điện thoại là 0932 29 2299. Đầu video thì em sẽ lên cho các bác xem những cái chậu địa lan đại mạc lá biên các bác nhé. Cây phải nói là đẹp tuyệt vời. Đây là một trong những cái dòng địa truyền thống được rất là nhiều bác chơi lan yêu thích. Thì những cái cây đại mạc như thế này các bác về chơi cho em. Lá của nó có những cái đường lá biên rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác thấy chưa? Lá rất là to và bóng. Cây này thì có một cái đặc điểm là rất là khỏe. Khỏe cực kỳ là khỏe luôn. Rất là dễ chăm và các bác về trồng cho em là hàng năm nó vẫn ra hoa Tết chơi bình thường các bác nhé. Năm nay thì ví dụ là có 5 ngồng thì sang năm chắc chắn là phải được 6-7 ngồng. Tức là càng trồng thì cây nó sẽ càng ra nhiều hoa và cực kỳ đẹp. Nói chung cây này là các bác nào mà phải nói là không biết chăm cây thì cũng sẽ trồng được các bác nhé. Một chậu đại mạc lá biên hôm nay em chia sẻ cho các bác là những cái cây đang có nụ có hoa. Và cây thì để chia sẻ giá cây giống thôi các bác nhé. Với giá chỉ có 200.000 cho một chậu. Cây đẹp tuyệt vời là đẹp luôn. Các bác thấy này, một chậu nhà em nó đẹp chưa? Rất là đẹp luôn các bạn. Cái cây này thì thực sự luôn là các bác chơi thì kể cả những cái lúc em không có hoa em bán, các bác mua vẫn rất là nhiều. Đấy, cây này nó được các bác chơi là đều đã rất là yêu thích rồi. Hoa thì thơm các bác nhé. 200.000 cho một chậu đại mạc lá biên đẹp tuyệt vời như thế này. Đấy, số lượng thì hôm nay cũng có khoảng 20 chậu thôi các bạn, cũng không có nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn. Ngày nào em cũng bán cái cây này, các bác mua nhiều lắm. Và tiếp đến em có một cây mạc xuân các bác nhá. Mạc xuân thì cây này thì siêu to khổng lồ các bác ạ. Chả biết là bao nhiêu thần nữa. Nó to dã man luôn, ngồng hoa thì cũng nhiều. Đây, 6-7 ngồng hoa rất là nhiều luôn. Đấy, bác nào lấy chậu mạc xuân này thì báo em nhá. Chậu mạc xuân này thì em chỉ có một chậu duy nhất thôi. Em để cho các bác với giá 200.000. Có một chậu thôi các bác nhé, 200k. Tiếp đến là những cái chậu lục bảo thạch. Trời ơi các bác, lục bảo thạch mấy hôm nay đang hot hay sao mà nhiều bác hỏi mua thế. Chắc là tại các bác chơi hoa cũng mua của em ra hoa xong rồi là bị thích đúng không? Nên là mua thêm đúng không? Hoa đẹp cực kỳ các bác thấy chưa? Hoa này. Đây là bông này nhà em mới nở các bác nhá. Bông này nhà em nó mới nở này. Đấy, video ngày hôm qua thì nó mới nở được 1-2 bông, hôm nay nó đã nở thành 5-6 bông rồi. Đấy nhưng mà đây là mới nở thôi nên là nó sẽ có màu xanh vàng các bác nhá. Khi mà cây nở được khoảng độ tầm 3-4 hôm thì hoa của nó sẽ chuyển sang màu vàng các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Mới đầu sẽ hơi xanh vàng như này, dần dần càng dần dần thì nó càng vàng ạ. Rất là đẹp và rất là bền các bác nhé. Bông to này, các bác có thể nhìn cái tay của em này. Đấy, bông rất là to và rất là đẹp. Nói chung đây là một cây đáng chơi. Giá thì rẻ, dễ chơi mà dễ chăm sóc các bác nhé. Thật sự luôn là mấy hôm nay tự dưng các bác mua cây này rất là nhiều. Mở vườn thì càng ngày càng hết các bạn. Càng ngày càng không có nhiều, hôm nay cũng chỉ có chục cây thôi. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Em chia sẻ là 250 cho một chậu. 250 cho một chậu đang có ngồng các bác nhé. Đấy. Nói chung là cây ok cực kỳ luôn. Đây, các bác có thể thấy này. Đây, 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 đây. Các bác thấy bông này chưa? Đây. Ở ngoài là vàng hơn đấy. Quay lên cái điện thoại này nó thế nào, nó lại xanh hơn. Ở ngoài là vàng các bác nhé. Ở ngoài là vàng vàng, quay lên nó lại xanh xanh. Đây, đẹp chưa các bác? Bông rất là to, rất là đẹp nhá. Đấy, 250.000 cho một chậu lục bảo thạch. Các bác về các bác chơi cho em đảm bảo chơi cây này là các bác chỉ có nghiện thôi. Dễ trồng, dễ chăm, hoa đẹp, cần cao, thoát cần cực kỳ đẹp các bác nhé. Tiếp đến sẽ là những cái chậu địa lan tiểu thư Hàn Quốc. Úi dồi ôi, lô hôm nay về siêu phẩm của chóp luôn các bác ơi. Đây, các bác thấy nụ nó nhiều chưa? Nụ phải nói là chi chít luôn, chắc là chỉ có những cái ngày này các bác mới mua được những cái chậu địa lan tiểu thư Hàn Quốc hoa màu đỏ tươi các bác nhé. Nhiều ngồng như thế này với giá chỉ có 200.000 thôi. Chậu thì to các bác nhé. Chậu to cây cao mà lại nhiều ngồng, tóm lại là rất là nhiều ngồng luôn. Đấy, về giá chỉ có 250 thôi các bạn, rẻ dã man luôn này, ngồng này. Tóm lại là một chậu nó cứ phải tầm 5-6 ngồng trở lên các bác nhá. Đấy, rất là đẹp như thế này, chỉ có 250.000 cho một chậu thôi các bạn. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây của cái cây này. Cây này là cây địa lan tiểu thư Hàn Quốc các bác nhá. Tiểu thư Hàn Quốc, cây này thì thực sự luôn là em bán rất là nhiều. Số lượng chả biết là bao nhiêu chậu nữa bởi vì nó quá nhiều luôn. Hoa phải nói là bền vô đối các bạn, siêu bền nhá. Rất là đẹp luôn, các bác mua về chơi thay hoa tươi chơi 2 tháng luôn, cực kỳ bền các bác nhá. Đấy, 250.000 cho một chậu. Tiếp đến sẽ là những cái chậu địa lan thanh ngọc các bác nhá.
Thanh ngọc Lá Biên thì thực sự luôn là thanh ngọc Lá Biên thì các bác biết rồi đấy, ở trong năm thì các bác vẫn mua rẻ nhất là 150-160 một thân, không thì có những lúc 200.000 một thân luôn. Thì hôm nay nhà em cũng có thanh ngọc Lá Biên, và mấy hôm nay thì em cũng đã chia sẻ thanh ngọc Lá Biên cũng tương đối nhiều, nên là hiện tại là các bác mua rất là đông. Hiện tại là vườn chỉ còn có 6 chậu cho ngày hôm nay thôi các bác nhé. Chỉ còn 6 chậu này nữa là hết sạch rồi các bác ạ. Đấy, vừa mới hôm kia về rất là nhiều luôn, mà hôm nay chỉ còn 6 chậu duy nhất và cũng là hết hàng rồi các bác. Chắc là tại rẻ quá nên các bác mua. Bởi vì cái thanh ngọc này nó rất là dễ trồng. Các bác nhìn này, Lá Biên nhá, cái cây Lá Biên nó lại đẹp hơn cái cây lá thường. Bởi cái là cây Lá Biên lá nó rất là to, lá to này, đẹp chưa? Đấy, giá thì hôm nay giá chia sẻ rẻ hơn giá thường. Đấy, nên các bác mua về làm giống. Cây thanh ngọc thì rất là dễ trồng các bác nhá. Cây trưởng thành rồi, nó cao lắm. Đây này, nó cao cực luôn. Vừa cao vừa to vừa khỏe luôn. Thì em sẽ lên cho các bác xem từng mã một các bác nhá. Bản thân cái cây thanh ngọc Lá Biên thì hoa nó giống thanh ngọc thường. Thế nhưng nó khác ở cái điểm là khác cái lá các bác ạ. Cái lá nó đẹp hơn, lá nó to hơn và lá có những cái đường biên các bác nhá. Đấy, còn hoa thì nó giống nhau. Lên mã đầu tiên là mã G4 này. Mã G4 với giá là 570.000 cho 6 thân các bác nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Chậu to tán tròn rất là đẹp luôn. 570.000 cho 6 thân. Và tiếp đến là mã số G3 480.000 cho 5 thân các bác nhá. 480.000 cho 5 thân. Các chậu đều đẹp hết. Lên một mã siêu phẩm luôn này, G6 650.000 cho 7 thân. To đùng các bác ạ. Về các bác thích có thể tách ra làm 2 chậu được các bác. Mã tiếp theo là G5 570.000 cho 6 thân các bác nhá. Đấy, G5 570.000 cho 6 thân này, đẹp tuyệt vời luôn này, các bác thấy chưa? Đẹp chưa? Tiếp đến là mã số G2 với giá 650.000 cho 7 thân. 650.000 cho 7 thân G2 các bác nhá. Và cuối cùng là G1 650.000 cho 7 thân luôn. Đấy, đây là 6 chậu cuối cùng các bác nhá, là hết hàng rồi. Hết hàng luôn rồi các bạn, nên là bác nào chưa có thì đặt hàng luôn nhá. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu đây, em có hôm nay em có em có mấy cái mã địa lan đào cơ các bạn. Đào cơ hôm vừa rồi nhiều bác hỏi em quá, em còn một cái chậu này nó em định để chơi. Nhưng mà thôi, nhiều bác hỏi quá nên hôm nay em lại tách nhỏ ra em chia sẻ cho các bác. Có bác hỏi mua cả chậu nhưng em không bán. Tại vì em nghĩ là bán thì nếu như thế thì chỉ một bác mua được thôi. Mà trong khi đó cây này nhiều người hỏi quá, nên là thôi hôm nay em sẽ tách mã các bác nhá. Nhà để các bác sưu tầm. Cây đẹp thì chia mỗi người sưu tầm một ít ạ. Đây là mặt hoa của cây địa lan đào cơ này. Hoa của cây có màu hồng đỏ các bác nhá. Hoa có màu hồng đỏ, cần hoa của nó cũng sẽ có màu hồng đỏ. Đây là một trong những cái dòng địa cổ xưa, cực kỳ là xưa luôn. Thì hôm nay em có 1, 2, 3, 4, 5 mã các bác nhá, để các bác sưu tầm. Thì em lên mã đầu tiên này, mã đầu tiên là G11, 400.000 cho 5 thân này cả nhà. Đấy, một dề luôn nhá, một dề luôn, em vừa mới tách khỏi tay luôn này. Đấy, G11, 400.000 cho 5 thân đào cơ này. Lên một mã tiếp theo là G10 này, 320.000 cho 4 thân đào cơ này. G10, 320.000 các bác nhá. Tiếp đến là mã số G9 này, 180.000 cho 2 thân này, 180.000 cho 2 thân. Tiếp đến là G7 này, 180.000 cho 2 thân luôn này, đấy. Và cuối cùng là mã một thân này G8, 80.000 luôn, bác nào sưu tầm làm giống nhá, dễ giết mà ngon lành hết đấy. Đấy, 80.000 cho G8. Tiếp đến là em có 3 mã địa lan thanh trường các bác nhá. Thanh trường nhiều bác hỏi lắm nhưng mà cái này em cũng không dám chia sẻ nhiều. Em chỉ chia sẻ một ít ít một thôi, tại vì cái này nó có ít lắm các bác ạ. Thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây. Cây địa lan thanh trường thì hoa của nó có màu xanh ngọc các bác nhé. Hoa rất là đẹp, cây này thì nó giá của nó cũng cao mà nó cũng không có nhiều các bác ạ. Cây này nó có ít lắm. Thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa này. Các bác chờ em mấy giây nhé. Cái điện thoại của em nó nhiều ảnh quá, quay thì vội em không kịp soát ảnh trước, nên là phải để các bác chờ em một tí. Đây, hoa đây, các bác chờ mấy giây nhá. Đáng ra lúc nãy em phải tìm trước nhưng mà sorry các bác. Đây, hoa thanh trường đây cả nhà, đây, hoa thanh trường đi thi hội hoa lan đây, đẹp cực kỳ luôn. Cánh nó rất là bay các bác nhá, cánh bay đẹp cực kỳ luôn này. Và cây thanh trường thì hoa của nó có màu xanh ngọc. Nói chung đây là một trong những cây mà được các bác chơi địa này là săn tìm rất là nhiều các bác nhá. Bởi vì cái này nó rất là hiếm và nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì thanh trường hôm nay em có mấy mã như sau. Đầu tiên là G14 này, 320.000 cho 4 thân một ngồng này. 320.000 cho 4 thân một ngồng, đang có nụ luôn để các bác chơi hoa luôn năm nay nhá. Đấy, bác nào thích dưỡng cây thì cắt nụ luôn, có không thì cứ để hoa chơi cũng được. G12 180.000 cho 2 thân này. G12 2 thân 2 nụ này, 180.000 này. Và G13 này 180.000 luôn, cũng 2 thân 2 nụ các bác nhá. Đấy, có 3 mã thôi. Đấy, chỉ có mỗi 3 mã để các bác sưu tầm thôi. Tiếp đến thì hôm nay em có cái chậu
Đùi gà hoa trắng đang có nụ này, cây đột biến trắng tinh các bác nhá. Bảo hành hoa cho các bác là trắng tinh luôn. Cây đang có nụ các bác ơi. Trời ơi, nụ của nó đây cả nhà ơi. Nụ đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, chậu này là nó có rất là nhiều thân tơ nhá. Thân đang trổ nụ mà nhìn thấy thì là đang có 3 thân nhìn rõ rồi. Hai thân nụ dài, một thân nụ ngắn này. Còn đâu thì là còn rất là nhiều các cái thân này vẫn sẽ cho hoa năm nay hết các bác nhá. Tổng cộng nó phải rơi vào khoảng 10 thân. Các bác ơi, các bác nhìn này, mầm nó đang lên này. Đấy, mầm đấy. Các bác thấy chưa, rất là nhiều mầm luôn nhá. Cái chậu của gà trắng này là em bảo hành hoa tuyệt đối 100% cho các bác luôn này. 500.000 cho chậu này các bác nhá. Em đang bán 550 đây này. Đấy, 550 đây này. Đấy, các bác thấy mã chưa? Đấy, 550 luôn nhá. Hôm nay để các bác chỉ có 500.000 thôi. Bác nào chưa có thì nhanh tay sưu tầm các bác nhá. Gà hoa trắng tinh. Tiếp đến thì em có mấy cái khóm địa lan tứ thời. Tứ thời lá biên các bác ơi, trời ơi năm nay tứ thời đang lên ngôi sao mà nhiều bác hỏi em thế. Đây, địa lan tứ thời lá biên các bác nhá. Rất là đẹp luôn, lá biên phát tài luôn đây này. Thì thực ra là cái cây địa lan tứ thời nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ ra hoa. Một năm nó có thể ra hoa từ 2 cho đến 3 lần các bác nhá. Nó không cố định là vào ngày nào tháng nào nó ra hoa, bởi vì cây này là cây hoa quanh năm này. Hoa rất là thơm và rất là đẹp luôn các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cái cây địa lan tứ thời lá biên phát tài rất là đẹp này. Các bác chờ em một phát. Đây, hoa đẹp tuyệt vời các bác ơi. Hoa phải nói là rất là đáng sưu tầm các bác nhá. Hoa của nó có những cái đường kẻ sọc ở trong cánh hoa luôn. Đấy, hoa thơm cực kỳ các bác nhá. Mà rất là dễ ra hoa. Một khóm địa lan tứ thời thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho một mã các bác nhá. Đấy, 150.000 cho một khóm đẹp tuyệt vời như thế này. Các bác nhanh tay sưu tầm. Đảm bảo rẻ nhất thế giới luôn. Các bác đi tìm sẽ không thấy có tứ thời đâu rẻ như thế này luôn nhá. Và cái này nhà em cũng không có nhiều đâu các bác ạ. Không có nhiều đâu, bác nào chưa có thì nhanh tay sưu tầm nhá. Thực sự luôn là cái này cũng ít nhà vườn có lắm. Các bác có thể đi tham khảo nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là ít nhà vườn có luôn. Đấy, 150.000 cho một mã các bác về trồng là được một chậu đẹp rồi. Tiếp đến sẽ là những cái chậu đen rỗ Úc các bác nhá. Trời ơi, nụ nó rồi, nụ nó đây, nụ nó đây. Đen rỗ Úc hoa màu tím và họng màu đen nhá cả nhà ơi. Hoa rất là thơm và dễ chăm sóc luôn này. Em lên cho các bác xem mặt hoa của cây đen rỗ Úc các bác nhá. Hoa đây, hoa đẹp lắm là đẹp luôn. Hoa nó đẹp lắm là đẹp các bạn. Đấy, hoa tím và họng của nó màu đen xì luôn các bác nhá, đen xì xì luôn. Thì một chậu đen rỗ Úc nhà em là đang có nụ nhá cả nhà. Chậu to, cỡ chậu to luôn này. Đấy, một chậu đen rỗ Úc là chậu cỡ to và đẹp như thế này. Đây ạ. Đang có nụ như thế này các bác nhá. Chậu to lắm. Đây các bác nhìn chậu này. Chậu khỏe chưa? Đang lên mầm luôn kìa. 200.000 cho một chậu đen rỗ Úc các bác nhá. 200k cho một chậu về các bác chơi hoa tẹt bô. Đấy, mà đảm bảo với các bác vừa bền vừa đẹp. Về chỉ vì treo lên chơi thôi. Chậu to các bác nhá. To và cao. Thân của nó chắc là những cái thân cao nhất nó phải cao được khoảng tầm 4-50, phải 50. Đấy, thân cao nhất đấy. Nói chung là cao đẹp. Đấy, 200.000 một chậu các bác nhá. Và tiếp đến là những cái chậu đơn cam thái các bác ạ. Đơn cam thái hay còn gọi là cây phượng hoàng chim lửa các bác nhá. Đây, hoa của nó phải nói là cái này các bác không chơi là hơi phí, cái này khó tìm lắm. Đây, hoa đây, hoa đẹp lắm các bác. Khi mà các bác trồng nó, cây nó được ở bụi to ấy thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa các bác nhá. Cây em chia sẻ cho các bác thì do là cây này nó đắt. Nếu mà chia sẻ cả giò to thì nó rất là khó sưu tầm bởi vì giá nó cao các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhưng mà chơi như thế này là cũng đã rồi các bác ạ. Chơi như thế này là mình đã được một chậu vừa chơi mình vừa để làm giống rồi. Đây này, mầm thì rất là nhiều luôn nhá. Đấy, chậu phượng hoàng chim lửa em chia sẻ là 180.000 cho một chậu các bác nhá. Bác nào hôm nay, video ngày hôm nay bác nào mua 2 chậu em để cho các bác là 300.000. Đấy, 300.000 cho các bác 2 chậu, còn 1 chậu thì vẫn là 180.000. Cây đảm bảo với các bác, cây như em quay luôn này. Đấy, hoa chuẩn giống luôn, có hoa luôn. Mình khỏi phải sợ là nó có chuẩn hay không, bởi vì cái này nó không có nhiều các bác ạ. Đấy, nên là mình mua sưu tầm thôi. Khi mà mình trồng cây nó khỏe sang năm sau ấy thì nó sẽ được những cái chùm hoa dài và đẹp như thế này các bác nhá. Tiếp đến thì em có kiều trắng đột biến này. Kiều trắng đột biến thì đây, mặt hoa trắng tinh các bác nhá. Kiều trắng tinh. Chậu như thế này là chậu 200.000, 250.000 cho một chậu các bác nhá. 250.000 cho một chậu như thế này. Chậu thân to rồi các bạn, có khả năng là năm nay có khi nó có hoa đấy. Bởi vì đây này các bác thấy chưa, cây này em lấy về là được hơn một năm nay rồi. Em để ở vườn em chưa kịp trồng các bác ạ. Em cứ để ở vườn thôi nên là cây nó già cây lắm. Đây này, đấy, và củ của nó, cái thân củ của thân tơ của nó rất là to luôn. 250.000 cho một chậu các bác nhá. Khả năng là năm nay có hoa đấy, bởi vì là cái thân của nó tương đối to và lá to như thế này này.
Đấy, những cái chậu thuần rồi như thế này em trồng sang chậu to mà thuần rồi em bán là 300.000 một chậu các bác nhá. Dễ riết là ngon lành hết rồi. Đấy, 300.000 cho một chậu thuần rồi. Còn đâu các cái cây này nó cũng thuần rồi nhưng em chưa sang chậu thì em bán là 250. Em có cả kiều tím này cả nhà, kiều tím đậm nhá, kiều tím Thái. Kiều tím Thái một chậu rất là nhiều thân như thế này em chia sẻ là 350 các bác nhá. Tím. À, tiếp đến là những cái chậu thiên kim lan này. Thiên kim lan là hoa cây của nó rất là đẹp luôn này các bác thấy chưa? Cây này là cây phong thủy lá phát tài các bác nhé. 150.000 cho một chậu thiên kim lan, lá phát tài rất là đẹp như thế này này, vừa chơi phong thủy cũng rất là đẹp luôn. Các bác về để bàn trà là cực kỳ hợp luôn này. Đen dâu xuân này. Đen dâu xuân em chia sẻ 130.000 cho một chậu các bác nhé. 130.000 cho một chậu đồng giá đen dâu xuân các màu. Các màu như là ví dụ như là màu vàng này. Màu vàng này em chọn được 100% chuẩn màu các bác nhé. Đây các bác ơi, đây màu vàng đây. Màu vàng đang có nụ và có hoa vàng tuyền luôn này. Em để cho các bác với giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Hai chậu thì để cho các bác là 250 luôn các bác nhé. Đấy, còn đâu là các cái chậu đen dâu xuân khác như em thì cũng sẽ có rất là nhiều màu này. Màu cánh chớp này, màu đỏ, đỏ như thế này luôn này. Đây, đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp luôn này, nhiều màu lắm các bác ạ. Đen dâu xuân nhà em rất là nhiều màu luôn. Em chia sẻ là 130.000 cho một chậu cây thuần vườn rồi. Và đang có nụ hết các bác nhá. 100% đen dâu xuân là có nụ hết luôn này. Đấy, các bác có thể sưu tầm. Đấy, kim điệp xuân này, ôi dồi ôi, em có cái chậu kim điệp xuân vật vã này, đẹp chưa này. Đấy, đây là kim điệp xuân hàng Di Linh các bác nhá. Chậu này là mã C9 450.000 này, đẹp chưa? Nó phải đến 20 cái nụ luôn, rất là nhiều nụ các bác ạ. Đấy, mã tiếp theo là mã kim điệp xuân hàng Di Linh Lâm Đồng các bác nhá, rất là đẹp luôn này. C10 450.000 luôn này, 450.000 cũng rất là nhiều lụ luôn các bác ạ. Em có cái chậu nó đang có hoa này thì em chia sẻ cho các bác là 200.000 các bác nhá, vừa có hoa vừa có lụ cho mã số C8 các bác nhá. Đấy cũng là những cái mã cuối cùng của ngày hôm nay. Thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo nha.